So here's Lula TV. Anh cũng xem được trong khe quá tuyệt vời. Okay, the stream code is put in and the RTMP code is put in. Và khóa cốt xuống cũng rất nhanh nhẹn loại bỏ được sự chậm chạp của Miller. So here's what we're going to do. We're going to go play DJ TV and we're going to go to Lula TV. Người kia.